Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tối hôm qua, tôi đi xe từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không biết có một người, đó là ông Hoàng Sơn Sang Kham, chủ kênh của Đàm Lân Sang Kham. Ở tỉnh Cao Bằng, có người em ruột làm chủ tịch tỉnh Cao Bằng nói rằng là thách Hoàng Duy Hùng mời vào trong thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ, và ông ấy sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh ngay, rồi sẽ tới công an của phường tôi sinh sống báo cáo hết tất cả mọi sự. Thì tôi vì đi xe hồi tối hôm qua cũng mệt nên chưa có nghe rõ, sáng nay thì mới nghe, thì tôi xin nhận lời. Tôi nhận lời và tôi còn gửi tặng cho ông Sang Kham 5 triệu tiền vé máy bay và 5 triệu tiền ăn ở. Làm theo đúng nguyện vọng của ông nói nha. Trước tiên là phải tới nơi tôi ở, đó là Safira Khang Điền, 454 Võ Chí Công, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xong rồi á, tôi và ông sẽ ra đến công an phường Phú Hữu để ông cứ than phiền như thế nào thì ông than phiền. Nhưng lúc mà ông có cái gì đó thì tôi có quyền của một con người để mà nói lại với công an phường Phú Hữu. Tôi nếu lúc đó đó có mặt ông, tôi sẽ nói rất rõ là ông là Việt Tân núp lùm, tôi cáo buộc luôn mà. Nhận vật chất, nhận tiền của Việt Tân, và tôi sẽ đưa ra những bằng chứng như thế nào, đó là quyền của tôi, thấy không? Quyền của tôi để mà rõ ràng tôi và ông không có bà con anh em họ hàng. Tại sao 4 năm vừa rồi ông bịa đủ thứ chuyện về tôi? Tôi sẽ trả lời cho những cáo buộc của ông, và ông ngược lại cũng phải nhận những lời cáo buộc của tôi trước công an phường Phú Hữu. Sau đó đó thì chúng ta sẽ đến một nơi để mà đàm luận, tranh luận với nhau. Sẵn sàng có những người phe của ông, như là những người trước kia ủng hộ ông, Bình Phương nè, rồi Trần Đạt hay gì hết, tất cả các YouTubers đều có quyền tới thâu hình nha. Thâu hình. Khi ông đã nhận lời trong vòng 72 tiếng, tức là tôi cho ông từ đây tới trưa ngày thứ ba. Ngày thứ ba là cách đây thêm 3 ngày nữa đó, để ông trả lời. Tôi đã nhận lời ông rồi đó. Bây giờ tôi còn rất rộng rãi cho ông thêm mà coi như là 5 triệu tiền Việt Nam chứ không phải tiền Mỹ nha. 5 triệu tiền Việt Nam, vé máy bay và 5 triệu ăn ở. Còn nếu ông không dám nhận lời đó, thì như ông nói rằng là tôi ra Hà Nội, thì ông cứ cho ngày giờ Hà Nội tôi ra Hà Nội. Còn không, ông tự nhận ông là Việt Tân núp lùm, ông đổ phân lên trên bàn thờ gia tiên của ông. Rõ ràng như vậy nha. Nói đến đây thì tôi nhớ câu chuyện Tòa án Hình sự Quốc tế, tiếng Anh họ gọi là International Criminal Court. Họ cũng nhức đầu lắm khi mà có những cái sự tranh luận như thế này. Họ nhức đầu giữa gọi là quốc gia Israel đang tiến hành mà điều mà tòa công lý quốc tế nói rằng là một việc diệt chủng lên trên dân tộc Palestine. Dân tộc Palestine chưa có trở thành một quốc gia đầy đủ, không? Vì chưa có được sự công nhận của quốc tế, nên chúng ta thấy Israel nhân danh quyền tự vệ, self defense, và quyền là giải cứu các con tin, liberated the hostages, thì đã mở chiến dịch quân sự vào trong dải Gaza và đã gây tử vong gần 35.000 người rồi. Có những chuyện rất là cẩu thả của lực lượng phòng vệ Israel ở tại dải Gaza cũng như ở tại Tây Ngạn. Thì trong vài tuần qua, Tòa Hình sự Quốc tế, International Criminal Court, khác với International Justice Court nha, mới tính là đưa ra một trác để bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Israel là ông Yoav Gallant về tội, các tội phạm chiến tranh.
War Crimes. Khi mà nghe được tin này thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu giận dữ lắm. Ông nói rằng là Israel có quyền tự vệ. Tại sao lại phải làm như thế? Vì Israel có quyền tự vệ nên Israel phải tiến công vào dải Gaza, diệt những tên khủng bố Hamas. Nhưng câu hỏi được đặt ra, quyền tự vệ của Israel tới đâu? Tới đâu? Tới mức mà gọi là phá tan hoang dải Gaza rồi, coi như phá tan hoang 80% nha. Và gây ra tử vong bây giờ là khoảng 35.000 người dân Palestine, trong đó là 30 mấy nghìn là đàn bà, trẻ em, người dân thường á. Còn chiến binh Hamas thì mới khoảng chừng 3-4 ngàn người thôi. Với cảnh mà bắn phi đạn vào trong bệnh viện ở Rafah cách đây mấy ngày, làm 22 người tử vong, chỉ có tìm làm sao diệt được một Hamas cũng chưa biết rõ hay không, thì đó là hành động chiến tranh một cách rất là kinh khủng, đó là tội ác. Nhưng mà bên phía của Mỹ nói rằng là Israel có quyền tự vệ. Nhưng chúng ta thấy những dân biểu liên bang của cả hai đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, yêu cầu Tổng thống Joseph Biden phải có hành động trả đũa lên trên tòa hình sự quốc tế nếu mà dám ra trách bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Hôm nay tờ báo Al Jazeera có tiết lộ đó là không những bên nước Mỹ mà bên Israel mở một chiến dịch làm áp lực lên trên tòa hình sự quốc tế, vì Israel không muốn mở mặt và đóng ngoặc mất mặt khi mà bị một trách hình sự như thế đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và ông Yoav Gallant là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Israel. Và vì như vậy nên chúng ta thấy là ở bên tòa hình sự quốc tế bị áp lực rất là nhiều. Tiếng kêu gọi của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối với những người Israel ở nước ngoài, cũng như là với những chính phủ châu Âu và thân Mỹ, là hãy làm áp lực lên trên tòa hình sự quốc tế, kéo không điều này ông nói rằng là không có được, vì Israel có quyền tự vệ. Chà đạp lên trên quyền tự vệ của Israel là không có được. Và ông kêu gọi những người Israel ở hải ngoại nha, tức là những người Do Thái á, mà giàu có ở nước ngoài đó, và các chính phủ, tức là những người Do Thái bỏ tiền vào các quỹ tranh cử của các vị dân biểu hoặc là các vị nghị sĩ của các chính phủ đó, hãy lên tiếng giống như ở bên Mỹ. Giống như ở bên Mỹ thì để làm sao? Để mà tòa hình sự quốc tế không dám ra một trắc tòa. Điều này làm cho tòa hình sự quốc tế nhức đầu vô cùng. Thì tòa hình sự quốc tế hôm qua có ra một văn bản kêu gọi, nói rằng là hãy chấm dứt cái chiến dịch mà làm áp lực như thế đối với tòa hình sự quốc tế. Điều đó không được. Rồi tòa hình sự quốc tế nói là tòa hình sự quốc tế đó được thành lập là để mà tiến hành truy tố những tội ác chiến tranh của các cá nhân lấy lý do chiến tranh mà thi hành những tội ác á, thì tòa hình sự quốc tế làm việc trong sự khách quan chứ không phải là chủ quan, khách quan. Thì đây là một tòa độc lập chứ không phải là tòa này trực thuộc về nước Mỹ đâu. Ý nói như vậy, đây là một tòa án độc lập, không trực thuộc về nước nào hết. Tòa án này làm việc khách quan. Tòa án này quyết tâm là làm việc một cách tích cực, xây dựng, nhưng cũng là một hình thức có sự đối thoại liên tục để mà thi hành những biểu quyết ở tại Rome, tức là điều khoản của Rome, Rome Statute. Chúng ta biết đó là tòa hình sự quốc tế được thành lập ở tại Rome năm 1999-2000. Cái thỏa ước đó, thỏa ước Rome, The Rome Accord hay là Rome Statute, là thành lập một cách chính thức bởi 124 quốc gia và lãnh thổ tham gia vào thỏa ước này. Israel, Mỹ, Trung Quốc
Những nước lớn hầu như không có tham gia vào thỏa ước này. Nhưng mà Palestine giàu không phải là một quốc gia, nhưng cũng tham gia vào thỏa ước này. Palestine tham gia với tư cách là The Palestinian Authority, tức là thẩm quyền Palestine. Tôi phải nói là thẩm quyền Palestine, tức là thẩm quyền nước Palestine, vì chữ nước và chữ quốc gia khác nhau một trời một vực. Vì chữ quốc gia là cần có sự chấp thuận, công nhận bởi Liên Hợp Quốc, mà Liên Hợp Quốc thì chưa có công nhận Palestine là một quốc gia, chỉ công nhận là một vương quốc hay là một nước thôi. Tôi biết có những cái kẻ bẩn bựa như Sang Kham là 4 năm trời kiếm chuyện với tôi về cái chuyện này, thì tôi cũng nói luôn chưa hiểu gì về chữ quốc gia. Khi tôi nói là Việt Nam từ năm 1954 tới năm 1975 trên phương diện pháp lý quốc tế, tôi nói rất rõ ràng như vậy, trên phương diện pháp lý quốc tế thì phải hiểu pháp lý quốc tế là thỏa ước Montevideo năm 1933 định nghĩa chữ nước, định nghĩa chữ quốc gia như thế nào. Thì tôi nói trên phương diện pháp lý quốc tế, Việt Nam có hai quốc gia. Thứ nhất là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thứ hai là Việt Nam Cộng Hòa. Đó là trên phương diện pháp lý quốc tế, còn trên ý chí thể hiện gì đó, đó là thể hiện ý chí khác nhau. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, nước Việt Nam là một, chứ không có nói là quốc gia Việt Nam là một nha. Nước với chữ quốc gia khác nhau nha. Nước thì không cần có sự công nhận của quốc tế, còn chữ quốc gia là cần có sự công nhận của quốc tế. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Thì tôi đâu có nói trên phương diện ý chí của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố. Tôi chỉ nói trên phương diện pháp lý quốc tế. Nhưng cha con chúng họ cắt đầu cắt đuôi rồi bỏ từ ngữ vào trong mồm tôi, rồi tuyên bố tôi là phản động, là làm cách mạng trắng ở Việt Nam đủ thứ hết. Thì tôi cho rằng đó là vu khống tôi. Nên Sang Kham cứ vào đây đi, tới công an phường Phú Hữu đi, nói gì rồi thì tôi cũng sẽ viết đơn vô Sang Kham tội vu khống tôi. Tôi nói trước đó. Mời chi thêm 10 triệu cho, 5 triệu để mà chi tiền vé máy bay nhá, còn 5 triệu nữa thì chi cho ăn uống. Nếu Sang Kham không dám bay vào thành phố Hồ Chí Minh như những gì mà Sang Kham nói, thì Sang Kham cứ chi cho tôi 10 triệu tôi bay ra Hà Nội, tôi tới nhà Sang Kham, được chưa? Trở lại câu chuyện của Tòa án Hình sự Quốc tế. Tòa án Hình sự Quốc tế mới nói rằng là trong những ngày qua chúng tôi bị áp lực rất là nhiều. Văn phòng này nhận không biết bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu email, bao nhiêu text message yêu cầu là đừng có bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hãy hủy bỏ ngay quyết định là ra trát đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các thành viên cao cấp trong nội các của ông. Nhưng văn phòng này không thể nào bị áp lực cả. Chúng tôi làm việc có tính khách quan và độc lập. Xin báo như vậy, hãy chấm dứt ngay những cái chuyện áp lực như thế. Ai làm áp lực? Thì qua lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi những người Israel khắp nơi trên thế giới, cũng như các chính phủ mà các công dân của Israel sinh sống ở những nơi đó, hãy nói cho họ, những nước đó nói với Tòa Hình sự Quốc tế. Và chúng ta đã thấy ở bên Mỹ đã làm rồi. Vậy Tòa Hình sự Quốc tế rõ ràng chỉ là công cụ cho Mỹ và Tây Phương, và tất cả làm theo một chỉ đạo, đó là của Israel, vì người Do Thái khắp nơi trên thế giới có tài chánh yểm trợ cho các quỹ tranh cử của các vị nghị sĩ, thượng nghị sĩ vân vân. Thật là dơ bẩn. Đến độ mà chính Tòa Hình sự Quốc tế bây giờ ngao ngán nói rằng chúng tôi làm việc độc lập. Hãy nhớ chữ độc lập, independently. Chúng tôi làm việc có tính cách constructively, tức là có tính cách xây dựng, và objectively là khách quan. In its integrity, trong cái sự toàn vẹn đó, nên đừng có áp lực với chúng tôi. Ai làm áp lực thì chúng ta hiểu rồi. Vậy thì Tòa Hình sự Quốc tế nằm ở tại The Netherlands, tức là Hà Lan ấy,
vậy mà còn bị áp lực. Chứ còn nếu mà nằm ở tại New York City ấy, thì coi như chả làm được cái gì nữa hết. Đây là cách làm của Mỹ và Tây Phương. Tại sao khi mà toàn sự quốc tế ra một cái chat lên trên Tổng thống Vladimir Putin, chỉ vì bên phía Ukraine cáo buộc nha, cáo buộc thôi, là Tổng thống Putin bắt cóc các trẻ em của Ukraine. Trong khi đó Nga nói rằng là vì chiến tranh các trẻ em đã mất cha mất mẹ, bơ vơ cô đơn, chúng tôi mang các em về ở trại xong rồi đó tìm những cha mẹ có thể có khả năng nhận làm con nuôi đem về nuôi, thì làm sao gọi là tội ác chiến tranh được. Nhưng mà tòa hình sự quốc tế vừa ra trát như vậy thì úi dù cha con chúng họ vỗ tay ăn mừng vui lắm. Nhưng mà Israel là khác à, chưa gì là áp lực kinh khủng một trời một vực. Mà tội ác của Israel thì nó rõ ràng lắm. Chứ không phải là như cáo buộc của bên phía của Ukraine đối với Nga nó mù mờ. Còn tội ác của Israel thì rõ ràng. Israel mở chiến dịch quân sự vào trong dải Gaza, tiến hành một cách bừa bãi, oanh tạc và bắn chết luôn cả 7 người làm trong The World Kitchen để tới nơi đây làm việc thiện nguyện, giải cứu, cứu trợ những người Palestine đang ở trong cơn đói, vậy mà cũng đã bị cảnh như thế. Thì Israel cho rằng là Israel có quyền tự vệ à? Quyền tự vệ của Israel là như vậy à? Nên việc mà ICC cân nhắc đưa ra tòa để bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các nhân sự cao cấp ở trong nội các của ông như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant, thì tôi cho rằng đó là một điều đúng để ngăn chặn hành động mở ngoặc đóng ngoặc là diệt chủng mà chính tòa án công lý quốc tế đã nhận định nhé. Đối với dân tộc Palestine là không có được. Và thưa quý khán giả, trước khi mà kết thúc bài này, tôi cũng nói rõ lại với Hoàng Sơn Sang Kham, tôi nhận lời những gì mà Hoàng Sơn Sang Kham đã nói. Đây là lời thách thức của Hoàng Sơn Sang Kham đối với tôi, thì tôi xin đăng tải cái lời đó. Và tôi nhận lời. Tôi nhận lời làm theo đúng những gì mà Hoàng Sơn Sang Kham thách thức. Đó là tôi cho địa chỉ ở đây. Địa chỉ ở đây là 454 Võ Chí Công, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ nhà của tôi đây đó. Rồi. Cả hai cùng lên trên công an phường Phú Hữu để cho Sang Kham tố cáo tôi và trình bày gì đó. Đó là quyền của Sang Kham. Tôi sẽ không xen vào. Nhưng khi mà Sang Kham tố xong thì tôi có quyền tố lại. Tại vì tôi phải trả lời. Thì tôi cũng nói trước, tôi tố về cái tội 4 năm trời cắn cái mông của tôi. Và Sang Kham đã cạo sửa nghị quyết 36 nha, ngay cả tiêu đề và nội dung, để đánh phá vào nghị quyết 36. Tức là cái người chống đảng và nhà nước. Tôi cáo buộc tên này là Việt Tân núp lùm. Tôi sẽ cáo buộc như thế. Tôi đưa ra bằng chứng. Và tên này là bao che những người đạp cờ đỏ, vất phân vào cờ đỏ, nhục mạ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi cáo buộc tên này là cái tên phản động, cực phản động luôn. Nói trước, đây là lời của tên đó thách thức tôi. Tôi nói gì có bằng chứng. Thế còn bây giờ ta sẽ được ngươi bằng cách nào? Mày mời tao đến tận nhà đi, và Hồ Chí Minh cũng được, hoặc ta mời mày ra đây. Xong nếu mà cần thiết thì mời thêm những người đến ngồi đối luận 5 phút, không cần lên mạng. Mày dám làm cái chuyện này? Em mời tao, mày mời tao với địa chỉ về Hồ Chí Minh, mày mời tao chính thức thì tao vào ngay. Thế tao không thích cãi nhau người trên mạng. Trước khi vào gặp mày, tao báo tao với lại chính quyền địa phương của mày đang ngủ tại. Cái trường hợp này nó là như thế này này. Tôi phản bác những cái quan điểm sai trái của nó như thế này này. Nó bảo tôi là thằng lưu manh chính trị như thế này này. Và nó khi khích bác tôi đến tranh luận với nó, tôi đến ngay.
tôi người thật việc thật, có cái gì đâu mà phải ngại, không có cái gì phải ngại trong cái câu chuyện này, nín được. Đó là lời thách thức của Hoàng Sơn Sang Kham, chủ kênh Đàm Lân. Đàm Lân Sang Kham tố cáo và thách thức tôi nhận lời. Tôi nhận lời, tôi còn cho thêm 10 triệu, 5 triệu tiền vé máy bay, triệu tiền Việt Nam á, tiền vé máy bay và 5 triệu thêm tiền ăn uống. Nếu mà Hoàng Sơn Sang Kham không trả lời ngay thì cứ việc nói ở Hà Nội, tôi bay ra Hà Nội. Nếu mà Hoàng Sơn Sang Kham dám chơi giống như tôi, đưa tôi 10 triệu rồi cho địa chỉ nhà ở Cao Bằng đi, tôi tới tận nhà. Tôi biết rằng em ruột của ông đang làm chủ tịch của tỉnh Cao Bằng, tôi tới tận nơi đó. Ông có quyền vận động gì đó với người em ruột của ông đi, để xem thử hành động của ông đối với tôi cũng như đối với nghị quyết 36 như thế nào. Công khai chuyện này một lần. Và đó cũng là góc nhìn của tôi cho cái chuyện Hoàng Sơn Sang Kham và câu chuyện của Tòa Hình sự Quốc tế. Và trước khi kết lời thì tôi thành thật xin lỗi khán thính giả, những ai mà không thích nghe về cái vấn đề mà đấu đá trên mạng giữa những người mà kiếm chuyện với tôi thì tôi thành thật xin lỗi. Đáng lẽ chương trình chỉ thuần túy về vấn đề thời sự, nhưng nhiều khi nói chuyện thì nó có những cái sự đang gọi là chi trí. Khi bị thách thức như vậy, tối hôm qua tôi đi về tôi chưa có nghe, sáng dậy trước khi làm chương trình tôi nghe thì tôi bức xúc. Thực sự là một sự bức xúc không nên có vì nó nóng tính, nhưng mà tính tôi là như vậy, trả lời ngay. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.